mắn đến từ phước trong quá khứ. Đó là chắc ăn nhất, phước trong quá khứ. Là nếu người nào mà trong quá khứ từng giúp ai ngoài mong đợi của người đó, giúp ai một cách bất ngờ, thì người này thường trong cuộc sống được những may mắn bất ngờ. Nghĩa là người ta không xin mà mình vẫn cho, thì người này là thường được may mắn bất ngờ trong cuộc sống này. Hoặc là hứa cho một, cho thành hai ba, đó là làm cái điều vượt hơn điều đã hứa, thì sau này mình được những may mắn bất ngờ. Hoặc là mình thấy ai đang tuyệt vọng mà mình giúp người ta, sau này mình cũng được những may mắn bất ngờ ngoài dự kiến. Nên đây mới là cái nhân quả chính của cái việc mà nhiều may mắn bất ngờ tại sao đến trong đời mình. Có hai cấp độ giúp, giúp người ta khi người ta nhờ là đã là tốt rồi. Giúp người ta khi mà người ta không nhờ tới mình vẫn giúp. Đó như vậy, đây mới là cái lòng tốt ở cấp độ cao. Và người này phước rất là lớn, nhiều may mắn bất ngờ đến với cuộc đời mình. Nếu việc người ta nhờ là chính đáng, nên cố gắng giúp.